Chào các bạn trở lại với kênh của Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng Tây theo huyền không phi tinh. Phong thủy giống như một quyển sách, vô cùng ý nghĩa với người này, nhưng vô ích với người kém duyên. Ở Hồng Kông và Singapore là hai quốc gia ứng dụng phong thủy khá phổ biến. Thế nào là phong thủy tốt? Cứ sạch sẽ gọn gàng, tâm lý vui vẻ, có lòng thông cảm là phong thủy tốt. Khải Toàn trợ duyên cho các bạn tự học phong thủy, mang đến cho các bạn kiến thức phong thủy chân chính. Học thuật trước tiên là giúp bản thân mình, sau đó là giúp người, nhưng không nên thái quá, cái gì quá là mất cân bằng. Ví dụ làm bất cứ việc gì, việc lớn việc nhỏ cũng theo phong thủy tốt xấu là đánh mất tự nhiên, đánh mất sự cân bằng. Phong thủy giúp cải biến cuộc sống vài phần, phần lớn do sự tu tâm dưỡng tánh và lòng giúp người. Tu là gì? Tu chính là chỉnh sửa bản thân. Lập quẻ theo huyền không phi tinh có thể luận được thời điểm tốt xấu của một mảnh đất hoặc một ngôi nhà, biết được vận của những thành viên trong gia đình, nắm bắt được sự di chuyển của chính ngôi sao bay vào chính phương vị trên tinh bàn. Ta có thể bài trí đồ vật theo quẻ huyền không phi tinh, giúp ngôi nhà hoặc mảnh đất này giảm xấu tăng tài lộc. Bài trí đồ vật phong thủy không nhất thiết phải dùng những vật phẩm cầu kỳ đắt tiền, đơn giản có thể dùng vài bức tranh, đồ gốm sứ, một ít đồ đồng, một hồ nước, dọn dẹp nhà cửa vẫn có thể đón tài lộc. Nếu phong thủy đại diện cho tài lộc thì tâm trí sáng suốt đại diện cho cách dụng tài. Để tâm không bị nhiễu loạn, cách dễ nhất là tập hành thiền. Người hành thiền sẽ tìm cho mình sự bình an, nghe pháp và quán chiếu cuộc sống đời thường sẽ có được sự giác ngộ. Đạt được bình an và có được sự giác ngộ thì dụng phong thủy rất là dễ hanh thông. Và đừng quên điều quan trọng nhất, cải biến vận mệnh của cuộc đời, đó chính là tạo nghiệp thiện. Khi dọn vào một ngôi nhà để ở hoặc để kinh doanh, các bạn nên có lòng tín ngưỡng về tâm linh. Chỉ cần thành tâm sẽ được phù hộ độ trì. Nếu có cúng kiến nên cúng chay cho thanh tịnh. Khi cúng bất kỳ dịp nào hoặc ngày nào, không nhất thiết phải theo rằm hay mùng một, không cần cầu kỳ. Con người ăn là đoàn thực, tức là ăn mình nhai, linh thể ăn bằng xúc thực. Vì vậy một ít thức ăn kèm tấm lòng là rất tốt. Khi còn trẻ chúng ta không tin vào những thế lực vô hình, ta chấp trước cho rằng chỉ có mắt thấy tai nghe ta mới tin. Mắt ta rõ cỡ nào cũng không thể nhìn xa, hoặc là khi thiếu ánh sáng ta không thể nào thấy được các tầng sóng. Tai ta thính cỡ nào cũng không thể nghe được những việc đang xảy ra ngoài kia. Vì vậy ta chỉ cần thành tâm khấn thổ thần thổ địa và những vị quốc mặt quốc mài vùng này hoặc ngôi nhà này phù hộ cho gia đình có được sự an ổn để sinh sống. Ai đó không tin không sao cả, nhưng người có niềm tin vào tâm linh là người dễ vượt qua sóng gió. Video này Khải Toàn đề cập ba quẻ nhà hướng Tây theo huyền không phi tinh. Các bạn nên xem qua về video hướng dẫn đo tọa độ nhà trong kênh của Khải Toàn. Hướng dẫn đo tọa độ nhà là một video quan trọng giúp lấy chính xác được tọa độ nhà, phân cung ngôi nhà cho việc lập tinh bàn và bài trí theo phong thủy. Ngoài ra các bạn có thể lên Google tìm thầy Khải Toàn vào website xem thêm các bài viết về dụng thần bát tự và huyền không phi tinh. Nhà hướng Tây thuộc hành kim, hướng Tây hợp với Tây tứ mệnh. Hai phương pháp này mang tính chất tham khảo, không áp dụng cho các quẻ huyền không phi tinh nên các bạn đừng lưu tâm. Nhà hướng Tây, tọa nhà là hướng Đông, tức cuối nhà là hướng Đông thuộc mộc, hợp với ai mệnh thiếu mộc. Mệnh thiếu mộc thường sinh vào mùa thu nhằm tháng Thân Dậu. Nếu ở nhà hướng Tây cho thêm vài điểm tốt, chỉ là vài điểm tốt không phải tất cả. Nhà hướng Tây có ba cung Canh, Dậu, Tân.
tức ngày tháng năm có canh Dậu Tân không phải ngày tốt cho việc chọn ngày lành. Nếu phương tọa của nhà, tức là cuối nhà thuộc cung Mão, ngày lành có thể chọn Mão Mùi hoặc là Dần, nên kết hợp với dụng thần bát tự của gia chủ là điều hoàn mỹ. Hướng Tây trong hậu thiên bát quái thuộc quẻ Đoài, đại diện cho con gái Út hoặc là con dâu Út. Cửa nhà hướng Tây đại diện cho con gái Út thường xuyên vắng nhà khi trưởng thành. Nếu hướng Tây bị khuyết góc, đại diện cho vận trình con gái Út không tốt. Đầu tiên ta phải có tọa độ chính xác của ngôi nhà. Hướng Tây thì rất là chung, vì một hướng có 3 sơn, một sơn có 15 độ. Hướng Tây từ 249 cho đến 290 độ. Nếu là 247 hay 248 sẽ phạm xuất quái, hoặc 291 cho đến 293 cũng phạm xuất quái. Phạm xuất quái là một ngôi nhà khó lòng yên ổn để ở. Hướng Tây có 3 sơn, canh, dậu, tân, tổng cộng có 3 quẻ trong vận 8. Người học thuật cần có căn cơ, người kém duyên nhưng đam mê học phong thủy phải học đi học lại rất là nhiều lần. Sự kiên trì sẽ dẫn đến thành công. Phần nào chưa hiểu, các bạn hãy lướt qua nội dung tiếp theo, sau đó quay trở lại phần chưa hiểu, dần dần sẽ ngộ ra. Huyền Không Phi Tinh là luận về khí, tính toán phương vị và thời điểm tốt xấu của một ngôi nhà. Nhưng phong thủy không thể thiếu kiến thức loan đầu. Loan đầu chú trọng về hình thể. Loan đầu là chỉ về hình thể, những gì ta có thể nghe thấy được. Ví dụ là nhà phải có tứ chính, bốn góc nhà nên vuông vắng. Nhà thiếu góc không phải nhà tốt. Nhà chữ L không phải là nhà tốt. Không nên treo tranh ảnh kỳ quái hoặc là mãnh thú, gây ảnh hưởng đến tinh thần. Treo tranh ảnh tôn giáo quá nhiều trong nhà cũng không phải điều tốt, mất đi sự tự nhiên. Trong nhà nên treo ảnh cưới hoặc là ảnh gia đình. Nếu treo ở góc Tây Bắc, đại diện cho người cha hết mực vì gia đình. Nếu treo ở Tây Nam, đại diện cho người mẹ. Màu sắc của ngôi nhà dựa vào dụng thần bát tự của nam nữ gia chủ. Hoặc là nuôi động vật, cần xem ngũ hành. Ví dụ mèo là thuộc mộc, chó là hỏa thổ. Ánh sáng và âm thanh cũng là một loại phong thủy quan trọng. Quá ồn là thanh sát. Ánh sáng quá mạnh gây ảnh hưởng đến tinh thần. Ánh sáng quá yếu gây cảm giác tù túng. Dữ liệu các bạn có bao gồm tọa độ nhà, bản vẽ nhà, phân cung nhà, xác định thời điểm ngôi nhà này xây năm nào hoặc là dọn vào ở. Nếu sau 2004 thuộc vận 8. Nếu thời điểm dọn vào ở đến thời điểm hiện tại là vận 9, tức là sau 2024 vẫn tính theo quẻ vận 8, trừ khi nhà sửa trên 1/3. Tiếp theo, các bạn theo một trong ba quẻ sau đây của nhà hướng Tây để tiện theo dõi. Khải Toàn sẽ gọi số quẻ và tọa của hướng nhà. Ví dụ quẻ 1: Giáp Sơn canh hướng 249 cho đến 250 độ, hoặc là 259 cho đến 262 độ. Các bạn nhìn vào hình. Ở hướng Tây ta có cặp sao tứ lục. Đây là nơi kỵ mộc. Sao tứ lục là sao thoái khí, nên có ít hỏa. Thảm đỏ trên mặt trời hoặc là trên ngựa. Ở hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc ta có cặp Ngũ Hoàng và Tam Bích. Đây là hai sao hung. Không nên có màu xanh lá cây, không nên có màu đỏ. Kỵ mộc và kỵ hỏa. Và không nên động. Ví dụ như để máy lạnh, quạt máy, loa. Nếu mà ở đây có nhiều cây cối hoạt động, dễ gây hiện tượng thị phi. Ở đây nên có kim loại, nên có đồ đồng để hóa sát. Với hướng Bắc ta có Nhất Bạch và Thất Xích. Tại nơi này không nên có kim, nên có một bức tranh núi. Tại hướng Đông ta có Bát Bạch và Cửu Tử. Đây là một cặp sao tốt. Nên có hỏa, nên có bức tranh núi, không nên có nước. Có thể dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc. Nên có cửa sổ hoặc cửa sau. Tại Đông Nam ta nên có nước,
nên có nước tĩnh, ví dụ bức tranh cá hoặc bức tranh sông nước. Nếu mà tranh sông nước, nước nên chảy vào trong nhà. Ở hướng Nam, ta có nhị hắc và lục bạch. Tại đây nên có một ít kim để hóa sát, không nên có hỏa. Tại Tây Nam, ta có cửu tử và bát bạch. Tại đây nên có thủy để kích tài. Một hồ nước, hồ to hồ nhỏ, tùy thuộc vào diện tích của căn nhà. Ở các cung tốt, ta nên chỗ cửa, phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là phòng đọc sách. Trung cung tức giữa nhà, không nên có hỏa, nên có một ít kim để hóa sát. Đối với quẻ số 1 này, hướng Tây Bắc, hướng Đông Bắc và hướng Nam là các cung xấu. Các cung tốt ta có hướng Đông, hướng Tây Nam hoặc hướng Đông Nam. Hướng Tây Bắc kỵ hỏa, cho dù nam gia chủ sinh mùa đông thiếu hỏa cũng không nên dụng hỏa. Thông thường một lá số khuyết hai ngũ hành. Quẻ số 1 này giáp sơn canh hướng, đây là quẻ kim, không phải quẻ thuần khí. Tiếp theo là quẻ số 2 giáp sơn canh hướng 251 cho đến 258 độ. 255 độ cộng trừ 3 là chính hướng. Quẻ số 2 này cung tốt ta có bao gồm hướng Bắc, hướng Đông và hướng Tây Nam. Cung không tốt ta có hướng Tây Bắc và hướng Nam. Bắt đầu từ hướng Tây, ta có tam bích và tứ lục. Tại đây không nên dùng mộc, kỵ nhiều cây cối và xanh lá, nên có hỏa. Tại Tây Bắc và hướng Nam, ta có hai tổ hợp sao hung tinh, ngũ hoàng và nhị hắc. Tại Tây Bắc và hướng Nam này đều kỵ hỏa, nên có kim loại đồ đồng hóa sát. Không nên có nước, không nên động và nên có ánh sáng. Ngũ hoàng nhị hắc nên dùng một ít đồ đồng là có thể hóa sát, không nhất thiết phải nhiều đồ đồng, nhiều kim loại. Tại hướng Bắc ta có nhất bạch và lục bạch, đây là cặp sao tốt. Tại đây nên có tranh núi. Tại Đông Bắc cũng tương tự tại hướng Tây, kỵ mộc và cần hỏa. Tại hướng Đông ta có tổ hợp bát bạch hội tọa, đang là vận 8, sao số 8 nhập vào được xem là tốt. Nhưng ở đây có đến 2 sao số 8. Quẻ nhà này vượng đinh không vượng tài. Tại đây nên có một bức tranh vừa núi vừa nước, hay có hòn non bộ và nước chảy. Tại Đông Nam ta có thất xích và cửu tử, nên có thủy tĩnh, tức là bức tranh cá hoặc bức tranh sông nước. Tại Tây Nam thì ngược lại, không nên có nước, nên có bức tranh núi. Tại Tây Nam và tại Đông Nam, 79 là quẻ họa hồi lộc, tức là không giữ được tiền, nên có một ít đồ gốm, đồ sứ để hóa giải. Tại Tây Nam tuy là quẻ khá, nhưng vào các nam có sao ngũ hoàng và thất xích nhập vào, thời điểm này thì rất là hung. Giữa nhà trung cung có lục bạch và nhất bạch, tại đây không nên có kim. Cung tốt của nhà này bao gồm hướng Đông và hướng Bắc, cung không tốt là hướng Tây Bắc và hướng Nam. Tiếp theo là quẻ số 3 Mão Sơn Dậu Hướng, từ 263 cho đến 277 độ, và Ất Sơn Tân Hướng, từ 278 cho đến 290 độ. Cung tốt của nhà này ta có hướng Tây, hướng Đông Bắc và hướng Nam. Cung không tốt ta có hướng Bắc và hướng Đông Nam. Tại hướng Tây ta có bát bạch hội hướng. Nhà này vượng tài không vượng đinh, đinh tức là nhân đinh con người. Nếu bên ngoài phía xa có một khoảng trống nhất định, hoặc là có nước, xa hơn nữa có tòa nhà cao tầng hoặc có xa hơn nữa có tòa nhà cao tầng hoặc có núi là một quẻ tốt. Phía trước nhà hoặc là ở cung Tây nên có một bức tranh sông núi và nước, hoặc hòn non bộ và nước.
nên dùng làm phòng nghỉ ngơi, phòng làm việc. Tại Tây Bắc không nên có kim, nên có nước tỉnh và có một ít đồ gốm sứ. Tại hướng Bắc và hướng Đông Nam, kỵ hỏa, kỵ động, kỵ nước, kỵ cao, nên thông thoáng và có ánh sáng, nên có một ít kim loại để hóa sát ngũ hoàng và nhị hắc. Tại Đông Bắc, ta nên có một ít đồ gốm sứ. Gốm sứ đại diện cho thổ, để hóa giải quẻ cụ tử và ngũ, để hóa giải quẻ cụ tử và thất xích là quẻ họa hồi lộc, nên có một bức tranh núi. Tại hướng Đông và hướng Tây Nam, không nên có mộc, không nên có nhiều cây cối hoặc màu xanh lá, nên có một ít hỏa để hóa sát. Tại hướng Nam, nên có một bức tranh núi hoặc là tủ cao. Trung cung giữa nhà không nên có nhiều kim loại. Trong huyền không phi tinh, tìm ra cung tốt, ta nên làm phòng nghỉ ngơi, phòng làm việc. Với cung không tốt, không nên ngồi tại vị lâu. Khải Toàn đã hướng dẫn ba quẻ nhà hướng Tây theo huyền không phi tinh. Mỗi thuật số đều có mức độ ứng dụng khác nhau. Huyền không phi tinh là lý khí, các bạn nên tìm hiểu thêm về loan đầu và cả dụng thần bát tự để ứng dụng kèm theo. Hãy học từ từ, không việc gì phải vội. Việc gì ta làm vội thường không tốt như các việc làm từ tốn. Giả dụ bạn là người tin vào phong thủy, muốn ứng dụng phong thủy vào đời sống để thay đổi, nhưng người trong gia đình lại hoàn toàn không tin, thì phải làm thế nào? Trường hợp này, bạn càng không nên vội, không nên vội dụng phong thủy. Thay vào đó, dành thời gian tu tập, dành thời gian để ngồi thiền, để chỉnh sửa tâm tính của chính mình, thông cảm với những người xung quanh. Vì tâm lý an nhiên là một loại phong thủy tốt nhất. Thông cảm và giúp người sẽ có hòa khí, có được hòa khí sẽ dễ sinh tài lộc. Khải Toàn hy vọng các bạn có được kiến thức phong thủy chân chính, cải biến đời sống thường nhật. Và đừng quên, sạch sẽ gọn gàng, ánh sáng vừa đủ là phong thủy lan đầu tốt. Tâm lý thông cảm, tâm lý thoải mái là phong thủy lý khí tốt. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.